Xin chào tất cả các bạn, mình là Diễm từ Phát Âm Hay. Và hôm nay mình rất vui mừng thông báo với các bạn là Phát Âm Hay vừa hoàn thành xong một series các video để chỉ về cách phát âm từng âm, nguyên âm và phụ âm trong tiếng Mỹ. Và nếu như bạn muốn biết cách phát âm những âm này làm sao cho đúng và chính xác cũng như ví dụ của nó thì hãy nhớ subscribe kênh YouTube channel của Phát Âm Hay nhé. Và trong loạt video này thì Diễm sẽ sử dụng tiếng Việt để giải thích cho các bạn một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất. Và cặp âm đầu tiên chúng ta đi ngày hôm nay sẽ là cặp âm E và E. Cặp âm E và E. Thì cặp âm này rất là hay là bởi vì nó không có trong tiếng Việt của mình. Và đối với những người học tiếng Anh như là người Việt của mình thì lại cứ nghĩ rằng là trong tiếng Việt mình cũng có âm y, cho nên là mình cứ lấy âm y tiếng Việt rồi mình bỏ vào trong tiếng Anh và mình nghĩ là ồ chắc tụi nó cũng nói như vậy. Nhưng mà thực ra nó không phải là như vậy các bạn ạ. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để mình đặt môi, đặt lưỡi, đặt miệng để đọc được những cái âm y và âm e một cách chuẩn xác và đúng theo giọng Mỹ nhất. Thì âm đầu tiên mình sẽ đọc ngày hôm nay sẽ là âm y. Thì các bạn để ý nè, bình thường thì cái lưỡi của mình á nó sẽ rất là thả lỏng, nó thả lỏng xuống phía dưới. Tưởng tượng như đây là cái lưỡi nha, đây là cái lưỡi này, nó thả xả lỏng xuống phía dưới thì đọc được âm này. Đầu tiên việc của bạn này là phải cứng cái lưỡi một chút, rồi hơi nâng nhẹ lên một chút, và các bạn đọc y, âm y dài ra làm sao cho cái cổ họng nó rung lên nhiều hơn như thế này nha. Các bạn hãy nhìn vào cái lưỡi của mình này, y, thấy cái phần lưỡi của mình nó hơi nâng lên chút này, y, chứ nó không phải là âm y tiếng Việt rồi ngân ra y, nó rất là vô duyên, âm đó không phải là âm đúng Mỹ nha, sẽ là nâng lên, nhớ là phải nâng lưỡi lên cứng, y, và ngân cái âm ra khoảng tầm 2 đến 3 giây, y. Rồi bây giờ các bạn hãy đọc theo cho mình những cái ví dụ như sau, y, meet, meat, bean, beach. Rồi và đó sẽ là âm e. Phần tiếp theo sẽ là âm e. Chữ này rất khó bởi vì nó không có trong tiếng Việt, nên đôi khi mình cái tai mình chưa có quen ấy, thì các bạn chỉ cần thời gian luyện tập và nghe nhiều âm này thì các bạn sẽ đọc được e. Và cách đọc như sau, môi và miệng của mình hết sức là thả lỏng. Rồi bình thường cái môi của mình nó cái lưỡi của mình nó rất là thả lỏng phải không? Thì bây giờ các bạn cũng để nguyên thả lỏng như vậy. Tuy nhiên là cái cằm sẽ hạ xuống một chút xíu thôi, và tạo ra cái âm thanh nó sẽ lai giữa âm y và âm e, nhưng mà nó không phải là y mà nó chỉ là âm e. Nó không phải là âm y, cũng không phải là âm e của tiếng Việt, mà là âm e. Rồi ví dụ như chữ này, sit, bin, hoặc là it. Để đọc được một cách dễ dàng hơn thì các bạn hãy đọc cái phần nguyên âm trước, sau đó mình sẽ ghép phụ âm vào. Ví dụ trong chữ hit thì mình sẽ luyện như sau, hit. Nhớ nha, chữ này sẽ rất khác với âm y, sẽ là heat. Âm y tiếng Việt heat, và âm y tiếng Anh tiếng Anh sẽ là hit. Phần tiếp theo sẽ là ví dụ về các cặp âm này, các bạn hãy nghe và lặp lại theo mình nhé. Bin, bean, bit, beat, bitch, beach, did, deed. Và đây sẽ là cặp âm cuối cùng, feel, và feel. Vậy thì tóm lại, âm y và âm e nó sẽ giống và khác nhau như thế nào?
thực tế là nó chả giống như nhau hết, chả giống như nhau hết, chả giống như nhau hết. Cho nên mình sẽ nói về chuyện khác nhau. Âm y thì lưỡi sinh sao? Lưỡi phải cứng và nó hơi nâng lên chút. Nập âm y dài ra làm sao cho cổ họng nó rung lên nhiều hơn. Y y. Còn âm ờ thì mặt hết sức thả lỏng, môi cũng thả lỏng, lưỡi cũng thả lỏng và cằm hơi hạ xuống một chút. Ờ ờ ờ. Và còn âm y tiếng Việt y y. Đấy, các bạn sẽ thấy sự khác biệt ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hãy coi những cái video tiếp theo để học về những nguyên âm và phụ âm cũng như cách đọc của nó. Thank you for watching. See you in next video.